Chuyên gia quýnh số đề video đốt nhang xin số nha các bạn. Đây là những trường hợp có biệt của nhóm sơn dược. Tôi năm nay tôi 31 tuổi mà tôi chưa thấy cái trường hợp nào đi xin số đề. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, ngày hôm nay là ngày mùng 1 nha các bạn ơi. Anh em mình chay nha anh em. Không ăn chay mà anh em mình ăn trái mát cây, chay gì đâu. Trái cây. Anh em mình làm trái cây nha các bạn. Hôm nay anh em chơi đại chiến ăn chua. Đúng là cái đợt mi non các bạn ơi. Chua là phải lựa mi đúng mi non dịp dẹp nè các bạn ơi. Đó. Ăn nó mới ngon nha các bạn. Không có clip đây chắc tra tán chị em phụ nữ rồi lắm luôn á. Chị phụ nam không ra tán đi. Không có chồng nam nữ gì thấy cũng chết. Hôm nay anh em mình sẽ chơi vòng quay ăn mi, người cuối cùng ăn mi ăn xem thứ ai là người ăn mi giỏi nhất trong anh em mình. Trời đúng 15 râm thế này nè các bạn. Ước dầm trái bí là anh em ăn mi thử là cà hôm nay nhiều. Hai. Rồi sáng xin xấu được chưa? Ôi. Cái vỏ vòng cũng chua lơ luôn á, lơ vô mẫu lơ. Ôi để em mình cũng làm một chút nha, một xíu nữa mình quay rồi nè, nước miếng nó chảy không kịp nha các bạn. Với mấy bạn anh pha điều ít đường nhá, ít đường à. Không, em tới vô biết chứ anh pha điều kiện. Xíu mình vừa quay á, mình ngồi nó mi nè. Đấy, quay không chẳng miếng. Rồi, người cuối cùng ăn mi hôm nay phần thưởng. Bắn vậy. Không thưởng nha. Quay tay em vô tê đó. Nó cay nè. Nghe đây mình vẫn set up vòng quay như bữa ăn trứng vịt lộn các bạn ơi. Hai người một phi, hai người một kẹp, cứ hai người hai người, cứ hai người là mỗi người một chén thôi, anh em hiểu không? Cứ một lần vô một người thì được một chén này, một chén này nè anh em mình cân ra mà làm cái căn tiểu ly nha các bạn ơi, là chính xác là một lạng nha các bạn ơi. Anh em mình đồ độ còn một rổ hoài thủ thế hoài sẵn rồi nha. Mi đây bạn gái có vụ bán ha. Quá quá vợ bạn dần mà rồi hôm nay ai ai xuống lâu này Vũ ơi, hôm nay ai ai làm trước các bạn? Vũ đây. À tôi làm trước chứ. Bình tĩnh. Ừ, trạng thái nghe tim. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, nghe tim không phải nghe đâu, nghe sẽ được nghe. Tay nghề nghe. Quay lại cho chứng đây, nó hơi lèn lèn trên lèn cho cái đầu đâu ấy xây thì em toàn chết chắc thấy chưa cười thấy vậy né tôi cũng bị. Thôi giờ tới tiếp tao mà nè anh em, bây giờ mình sẽ tra trẻ ông Vũ. Mình nghĩ hôm nay Vũ thắng năm nay các bạn ơi. Ừ, nhà nữa trẻ ông Vũ ui hai chén rồi có tên trẻ ông đâu nhiều dữ trẻ ông Vũ đó thấy sao đó trời rào trẻ ông Vũ tiếp trẻ ông đâu nhiều dữ trời tên hải không bỏ này ông Vũ tiếp trẻ ông Vũ hả có đâu ô nam mô a di đà phật bỏ hải tên hải đâu sáng chưa không có đâu có ghi cái tên đâu nó ghi đấy không ghi không ghi không ghi không ghi không ghi nào cái dính thẻo nó là không y như nãy luôn y như nãy luôn y nãy luôn nó chơi này xíu quay lại luôn đỡ 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 lại đỡ lại đỡ lại trời ơi chứ chứ vô tôi đâu đâu ủa nãy phỉ lại có anh không có ông Vũ toàn Vũ nữa mà bốn chén luôn mấy chén bốn chén luôn cái gì vậy vậy đâu Vũ nó bao lâu luôn rồi dữ vậy đạn mấy chén hai chén à, anh em ăn tự nhiên ha quá trời ơi sao khúc đây nó vô một hai vẻ vũ luôn trời trời vô nãy mấy đây này chết rồi dạ. Không à vũ mấy chén bốn chén gì mà vậy vũ bốn nhiêu đâu dữ vậy thì tôi quay bốn dầm dầm nào cũng có em hết hả dầm nào không có luôn hả dầm nào không có vũ hết mà dầm mâm nào cũng có em luôn bốn dầm thì dầm nào không có vũ à một dầm là hai chén là bốn dầm tám chén tôi hai chén nè đâu mỗi người một chén một dầm một chén vậy một dầm một chén chứ sợ một dầm một chén là hai người nè là hai chén đấy chứ à vũ bốn chén toàn hai chén hả đang ba chén hai chén à mời đây rồi mời đây nha mời đây nha chứ em làm gì mâm nào cũng có em bạn gái bán bia từ từ về nó cho ăn với ăn nhè ăn ăn dễ thôi thế này à kìa đây số hưởng rồi nãy nay số hưởng à, bỏ chén đây nay em mình phải vừa ngậm trái mi mình vừa quay phim nha các bạn ơi. Ừ mời đây em ơi rồi đây là mắm mắm ruốc nha các bạn mắm ruốc qua người ta bán mi người ta ship luôn á mình chỉ pha thêm ớt không wow anh hải mới tra tấn đấy anh hải bây giờ mới tra tấn này các bạn ơi nhầm cho con không? Ủa? Em là nuốt nó chưa thầm luôn. Chắc toàn người bốn chén không? Bốn lạng không? Chén mà bốn lạng à, cho chồng quán hay chứ ba? Ờ chung là... Có tay giống nè chứ cũng hay hết thêm. Nó dạy với đầu á. Há đầu xui là đuôi lọt. Mặt quỷ tiếng quá. Ừ. Thọc béo lắm. Ừ. Clip đây là mấy bạn bạn bầu đừng có ăn nha, đừng có qua nha.
từ từ rồi nó cũng sẽ vô, chứ không lý nó không vô. Không vô luôn. Wow. Đã ổn, ổn rồi. Ừ. Ngon ấy. Mấy cái bự, đảo thì lén quá. Kệ học bé nè. Nãy căng rồi mà. Kệ chứ giờ anh xui mà đảo gì nữa. Giờ lựa rồi căng ra đây nè, cái đây chắc cũng được. Anh em coi mà anh em đừng có nhìn vô màn hình nha, chứ không nhìn vô màn hình là chạy đứng miếng nha. Mình quay phim mà mình cũng nhắm mắt luôn nha các bạn. Hồi nãy ngậm đem mi trong miệng mà ăn hết rồi. Cặn mà hai chén phải không? Ừ. Lúc ăn giòn ghê ta. Các bạn nhiều quá không? Mê nhiều. Trời ơi. Nhanh quá. Còn trộn hết trong tô ăn vô lâu vậy hả? Ăn nhân cơm à. Trời ơi là trời, ơi là trời. Trời mưa mưa là lạnh lên ra. Đây mà có bạn gái hai người trùm mình lại, cái này mới qua clip anh em mình ăn mi vậy ha. Ý bài luôn. Ý xì. Giờ thấy không có mi ăn chắc hai cái mổ ăn luôn á. Để ăn nhanh vậy. Ừ. Ừ. Cố gắng với bạn gái bán mì mà ăn cho ngon lành chứ sao vậy? Sao? Bạn gái đâu mà bạn gái bán mì không biết. Vơ một lần chén nhiều quá. Sao quá. Trời ơi là trời. Vũ ăn bán mì đây mà có củ hành ở đây. Chén ra nha. Rồi. Mình hết chén chén một rồi. Rồi chén này. Chồng ăn hết chén luôn. Chén luôn rồi. Rồi. Để cho khán giả cho biết. Nửa chén này mà ít chục bự á. Bự rồi. Ô hộp không? Cảm ơn ăn theo. Ủa chắc tôi cái loại tôi vàng giữ xì quá. Chắc thiệt vậy chứ bốn giác này ngắn lắm mà. Đúng là loại tôi vàng giữ xì là có thiệt các bạn ơi. Rồi này. Mình nghĩ mi ra ăn giỏi chắc ăn được là nửa ký. Nửa ký là hết đấy. Em ăn chưa? Cô trời ăn thám hậu luôn. Ừ. Thèm anh hả, thèm anh hả. Đây, thì rồi, tại anh vô, anh đi. Không mày vậy, từ ngay bên anh hả thắng hết rồi. Chưa thét, nó gì đầu tiên mà biết đâu được. Khi em, ba anh em lận lần luôn không? Còn với hai em đẹp bằng cái thai là cũng giỏi nè, em giỏi không em? Cố gắng để anh hàng tháng dễ dàng nha, đúng không? Dễ quá dễ. À, hai lần xem vô 4 chén cũng thua à, nhưng Vũ là thua à. Ừ, 4 chén quá là xỉu à. Nè, một chén chưa chưa hết rồi, nó tiêu rồi, rồi tiêu nhỏ. Tiêu nhỏ nào. Nó tiêu dòng dưới xi là có thật. Đẹp quá. Ủa, chạm cực đánh, chạm gần hết rồi. Đúng, mì rồi, chua, không hỏi chết luôn của mình. Da đâu sẽ được này. Chứ đang bốn lạng mì ra rồi. Cái gì? Anh nào loại cứ tự giác ăn hết một nửa thì sẽ không bị phạt nha các bạn ơi. Và lui vào hậu trường phía sau nha. Trời trời mưa mà nó đổ hâu luôn trời. Ừ. Nghe lắm sao vậy? Ừ. Ủa mì vậy? Anh Hả, mình nghĩ anh đang là người bị tra tấn nhiều nhất trong đây nè. Ngọn thêm rồi đây nè. Mấy cái người mà biết thấu kèn nghe làm gì mà thấy cái đây là thấu bó tiền đứng dậy đi về không cách nào mà là thấu được đó. Thấu kèn à? À. Thấu kèn thấy món này là thấu không được. Thấu thấu gì nữa, nước miếng nó phì ra. Bây giờ tới chỗ nào mà có người thấu kèn mình ngồi mình ăn. Cái chữ mình luôn á. Ừ, luôn đi. Giờ cài đập á. Có vụ đây luôn hả? Có ai chơi vụ đây không? Có ai chơi xấu mà có, chạy đây không? Có cái đợt ở bên người Hương có con thằng thiền thì đâm chết chạy nó bẹp cái trái dâu á, trái dâu mình á. Ừ. Chạy tới anh gần anh tao kèn cái đứng đột gần bên nó lột. Nãy nè, nãy bây giờ xanh cỏ chưa? Không, đó bây giờ đẹp là kẹn bò bên người Hương á. Ừ.
Đang ăn kiểu Thái Lan. Rồi, để làm sao ra nếu mà đem cái game vừa này chắc giao cho đẹp qua cho mày đâu thủ đẹp mà. Có nó đẹp. Nhai ổn mà. Hàng. Thiệt á, ấy là em ăn chua tốt quá tốt. Đâu quá. Thiệt cái giống mấy rồi á. Nó giỡn không? Đẳng cấp. Để đi chết luôn. Tê ăn quá. Tê chưa? Vũ sao em? Đầu hàng hay tiếp tục? Em đầu hàng. Ừ, em ngậm ăn thế này hả? Về chính xác. Bây giờ cố gắng ăn được hai chén ăn. Ừ, ăn được. À, ok. Wow, cảm giác sao rồi đẹp? Phê, rồi sướng, rồi nói chung tê, cố hết. Còn sao đâu? Chua. Tạm dừng tiếp tục. Tiếp tục ra. Anh hả, tạm dừng tiếp tục. Anh chưa vô dầm nào. Lại vậy, tự chế. Vũ toàn ở đó bỏ đại hàm em xéo qua hàm luôn đại hàm đấy chứ anh chua chị đóng e ring mà các bạn không dèm á tại giờ anh xuống lấu chứ gì nữa mình hái sao chẳng đi anh không ăn cái nào anh thắng luôn vũ đi hả bây giờ là vô tên vũ đâu à là bỏ tên toàn lên phải không để cho toàn đi luôn á mình hả nãy anh vô anh giá giùm đấy mà sao anh thêm toàn ừ trạm vũ rồi trạm thôi ăn vũ đã loại mà vũ ăn hết nữa vũ dừng nha các bạn ơi ăn hai chén dừng rồi chậm anh hải vậy là đấy, nghĩ sao anh đấy nghe cho đây nghe cho đây đó đúng đúng kiểu luôn thấy rồi anh luôn chậm tiếp ra đi luôn anh xui mạnh luôn đấy thử có không có đâu thử có vô thả cá đây anh em ơi cho căng tim đây nào ờ đừng có vô tôi em đấy bật me là trạm bật me với anh hải mà khó chịu quá nhả ngay tôi không có anh không có hả à tôi này, được tôi một chén ừ sao rồi còn chai đường không đâu ồ sạch chén này tức đi mình coi thấy mình thánh hồng bơm chén như sầu chén nào anh chén nào được để anh hải nhìn thấu chứ còn móc tay nữa đâu ấy là coi bữa nay cứ lựa chi mà anh hải chơi à mày thật anh hải chọn hai chén nào kéo vô cho anh em kéo đi nhé đâu gạt mấy kia đâu rồi không đây 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 người ta mà diễn ta làm diễn hay đấy ghéo cái răng chua ừ ông miễn quay cẩn cẩn cái hàm răng của này mày đúng cái tiếng luôn hôm trước khi cho anh Hải vô làm YouTube chơi sơn dừa có cho anh học cái khó diễn sân khấu điện ảnh mà sân khấu ảnh gì mấy năm tám đêm sân khấu ảnh đi do sân khấu ảnh 4 đêm mà hẹp rất là lớp hẹp 8 đêm luôn sân khấu điện ảnh mà sao vô không có cái mẹt đấy quả giải phản diện mà trời thì bây giờ anh hai là bây giờ anh có tép là người giải phản diện trong 4 đứa không có tép thì anh có tép là anh phản diện đúng rồi nữa là đúng đậu hình luôn ờ này chắc con nửa chén loại vẫn dở vẫn đang dở á anh chắc đi hả phản diện còn gọi là phản thằng không đi nghe dầm đầu không đi nghe đâu vậy sao bữa trước anh chua anh ăn chua thấy bây giờ mấy cái niềng dưới cái chân là nó phía cái nè giờ không chịu nấu nữa chua ăn mà ăn lạnh ăn còn đây không có ai toàn tỉa dữ không bà còn không có hẹn nữa ăn ngầu mà không tao ăn không riu riu đồ ớt toàn hấp dẫn ăn của mém toàn là mém đường nè kẹo luôn á anh kẹo này mém rốt rồi pha này các kiểu anh em muốn ăn gì pha không à nãy mém đường kẹo ăn thuộc là tốt á vũ cho mém vũ cho mém gì mình làm với vũ à đúng á làm chắc lắm à em tê ra quan hệ quá là đúng rồi kẹo ăn được hai chén rồi mình nghĩ vòng quay sau sẽ là quyết định đó các bạn ơi không chén là hai chén à mà hai chén là rắn không biết mà tiệm đang tiệm đang gần hết 3 lạng mi rồi các bạn sợ tê răng mà ăn được nè tê răng sốt ruột sáng chưa anh em chưa tôi bị tê răng không tê răng à nhai không được nữa tê bên trái bên phải hai bên luôn hai bên á vậy là em nhai trên giữa lúc nào đi lâm lúc đậu cháy luôn á hai nó cộng á đây nó cộng đâu ra tử cũng được nó cộng nó không tiêu á nó cộng nó không tiêu nó mập cái mi trong bụng luôn là chết luôn á
Wow. Đây ra hả? Cái gì trời? Mới hai trái mà làm mày mất hồn vậy này. Wow, chạm xuống nó giật thành kim nè. Gì trời? Đúng rồi. Hồi nãy nhai trên giữa hả? Ừ. Đây sao không nhai hai bên? Wow. Nào có rồi nhà anh. Đây đây. Đây là tầm mà mà. Bên này đang giả. Giả nó bị khỏi ê. Ê. Bên giả nhà làm sao ê? Ở dưới giả tên thiệt nè. Có hầm răng không mà cũng phức tạp chứ. Dưới giả tên thiệt. Rốt cuộc là thiệt giả. Ai ai giúp tao mà giả thì đâu mà. Dưới giả tên thiệt. Anh em mình thông cảm hai bên, anh em mình quay phim mình cứ hay mắc cười nha anh em mình cứ vui vui rồi cứ cười thôi các bạn ơi, đâu lao vậy anh mà vui. Đây bạn. Nhá sai. Ô phê. Cảm giác sao này? Ai mà xếp up cái chương trình mi buổi sáng vậy ta? Chứ bây giờ vậy mà. Cho anh trèo giỏi dưới rằng. Trèo bắn nhanh gót. Trèo bắn nhanh chưa? Trèo bắn tốc độ bên em thấy trong tim trèo bắn nhanh nhất á, nhớ không nào? Nói dùm mi á. Mấy cái đồ ăn chưa chắc. Đây là răng. Còn thấu một quận rồi được nghỉ ngay hầm răng rồi. Không, tới đây chúng ta đắng luôn một lần lại chứ nghỉ rồi. Để rồi lại đi. À, đúng rồi. Nhưng Tòng phải ăn liên tục vậy Tòng. Thấy rồi, còn nữa em. Đây là răng quá. Ông không biết ai răng hay sao vậy? Ừ. Chưa ai không em? Chưa ai răng luôn. Ừ. Chưa ai răng luôn. Ừ được. Răng này còn tốt nè. Chứng tỏ cái mang răng cảm tốt. Ê, đi đi ngọt. Thấy luôn nào. Răng nữa mà. Tốt đấy, cảm tốt đấy. Thái bà bạn ơi, nghe mà lõi luôn, giờ em cái gì luôn. Ừ, thấy chưa. Vũ ăn hai chén phải không? Ừ. Hai chén hơn luôn á. Vũ ăn mấy mấy kia nữa đúng không? Wow. Ê. Cảm giác sao? Có cần gửi gắm tới bà bán mì một câu nói gì không? Bà bán mì chua. À. Đồ ai mà ghiền mì mà quất. Ba ông lặng nhận cái là phê ngừng, phê ngừng. Anh cái new world này chắc anh rút sao lui rồi. Hết cầu rồi, cầu nghĩ như thấy. Đây quá chịu không nổi. Đây này chào anh em. Tao bây giờ anh xin lỗi nghe và trực tiếp vòng đầu. Để anh ăn hơn một chén là anh không bị phạt. Wow. Cười nhanh lỗi chứ nè. Rồi chùa. Sao nãy ngầu hoài cười quá mà. Trời ơi. Còn người hôm trước hôm theo người cần. Vũ bên kia lỗi chấm chèo. Trời ơi ta hả. Bây giờ vào đây quyết định tôi với Toàn luôn nè. Không. Bây giờ tay người nào, tay người nào ăn thì ai vô trong đây nó ăn chứ sao. Em quay đi. Anh đâu ăn. Lỗi viên thì dặn nó xì. Anh sợ cái chất nước nhai nó ra. Chỉ là nhất nữa mà. Ra nó yếu rồi. Nó vô nó tì hết mấy cái chân liền giật giật. Giờ ăn ngồi đó nhiều quá vừa. Ê không. Rồi bây giờ tới ai. Tới tôi. Bây giờ nếu anh em vô Vũ Hải thì anh em sẽ thành qua lượt nha các bạn. Cứ vô tay người nào người đang mà. Rồi Vũ Hải thì qua lượt. Tao tao vô. Vũ Hải đâu? Hả? Vũ Hải ba lượt không? Quả? Vũ Hải? Sao hai vậy trời? Quả? Ê vậy liền trời. Ủa chứ sao làm như... Anh biết vậy là do... Ủa vậy này? Ừ, đâu có thấy đâu. Đây đây, em thấy đâu. Trời. Quả, tao xem không? Vũ Toàn. Vũ Toàn. Toàn một chát. Trèm không chát. Nãy là nãy Toàn... Ba đều. Dùm quặng ba đều. Ba đều. Vô kia phải chung kết mày á. Hộp ra đây, cái hộp nhỏ này. Hộp nhỏ này. Wow. Nãy có nhìn biết liền. Đã hay à. Dễ mà vẫn thua. Mà sao anh Hải đơn giản như mình nói này. Xé dèm này mà anh đón ra một cái Vũ Hải là anh nhận siêu sao hết á. Quay nhà máy ra thì bói mà biết đón được tương lai nhưng mà bản nghèo. Nó thấy mà. Bây giờ sản xuất đâu được xé 10 nghìn nha. Nhưng mà điểm cái là... Nãy diễn gì nãy có mấy một chén mình diễn giữa nãy. Này không phải diễn nhưng mà nó ê nên nó kì. Nó răng hết trong cái đầu á, nó chỉ. Nó chỉ vô trong kỹ riêng. Canh này kêu ăn 20 cái bạc lộ. Hầu trước cái đâu không? Giờ là chạy nấu. Giờ không em được cũng em. Đụng vô ăn cho nó thấm rồi. Không có đâu, về ăn nấu. Ơ em. Giờ còn đang tới, còn đang quay chén này nha các bạn. Cái newer đây chứ này tạm đánh túc quá. Nhưng mà quan trọng phải may mắn, nhưng may mắn là thua. May mắn đúng rồi.
trong để cho anh dòng đầu tiên mang chiếc đá nào mà chén nào mà hai mẫu người hai chén một người bốn chén mà anh vẫn em anh em đang nghiêng về toàn hai đẹp nghe các bạn ơi không toàn trái hàm răng toàn chịu não bằng hàm răng đẹp mà do ông trạng nó răng nó tốt đánh răng hàng ngày còn toàn một tuần mới đánh răng lần nữa sao răng yếu 15 ngày à 15 ngày răng yếu quá 15 ngày mới rút trong miệng mà để hàm lượng dinh dưỡng cao cho em. Kêu anh đó kêu ăn cái gì ngon cái gì ngon đâu chút gì đâu anh ăn món gì ngon không bao giờ anh xỉa đèn anh giang ngon luôn ăn món gì ngon là không bao giờ xỉa đèn có chút miệng không chút miệng thì ngủ sáng nào cũng chút chứ mà không xỉa bữa nào qua bữa khác ăn món khác không xỉa ăn này đừng nói dơ được còn phi thôi tém tém là giấu vô đó là chắc dinh dưỡng mà còn biết qua được cái phần này không nghe bạn từ nhà cá răng 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 nước nhìn nước mắc cười quá à. Ê, anh đi xuống bầu cho chim ăn nè hiểu quá wow cảm giác sao cảm giác nó sao đem có nhiều đó rất là ăn chúng rất hay như hương vị của mi nha mọi người. Cái này anh nghĩ chắc chiều lại mình ăn cái gì đồ cứng vô chắc nó chạm vô chắc anh nghĩ là nó sẽ ren mình nó sẽ kén vô lưỡi á nó giật mình á ren kén vô đồ ăn thì ren kéo lưỡi chứ ấy là mình chạm hàm ren xuống đi cái mình giật cái lưỡi ra mình lế xuống lại á sợ vậy á nó tê á làm đi chén chưa thôi là đó còn lấy chén thứ hai mà em còn sao nửa cho nửa luôn hả được được à anh nhanh anh đỡ chua hơn cái nồi anh chậm chậm đang nhai chua thì mà không có sợ chua nhiều mà sợ vấn đề tê á tê cái liền tê liền tê nó cứng liền cái tê thì em đâu có đủ độ để mình dám chạm để đi xuống đây nghe mức độ đó là nghe cái ớt này cái ớt gì nè em hái mà nó tròn 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 đó chỉ thiên ha ừ. Là ớt chỉ thiên kè lắm ớt chỉ thiên kè bỏ vô chén vô nó có lệ chứ chưa dám ăn ở đó dèm ra kè cũng thì là thua nó tê ra nhai ra hết tê ớt đó ăn như trái cà chua vậy ừ. Chén vô kèo cái bực rồi từ từ cảm giác không lăng, không không kè lăn 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 ừ. Sắc cái mỏ vô sao toàn dừng lại rau á dừng được nó ờ nhai được nữa hả khó như là hả? À thấy cái new world đấy cái game này còn khó hơn. Ê rèn lắm. Nó khó hơn cái new world mà chuối được anh em mình quay chuối khô á. Ê. Ông Trẹo ông có mượn cặp rèn vỏ của bà cố rồi. Bà cố ông gán vô không? Coi á. Ê, có khi nào nó trai thuốc nó trẻ ra quay cái tới nhận xe anh. À, tôi nhận xe. Ừ. Tôi chấp nhận loại phải không? Ờ loại phải không? Ừ. Rồi bố đẹp không? Thử thử. Còn thử nha bạn, thử tao nghe, chơi giỡn nha. Chết toàn nữa không? Thèm thử coi. Thử coi. Thèm làm cái này. Toàn rồi mà. Tôi cầm thử cái ngay. Ờ, thèm thử tôi một cái. Giỡn cái trời giỡn. Tôi một cái nữa, một chén nữa bình thường mà. Toàn, toàn. Đừng mà. Toàn nữa. Không xem đúng là chấp nhận cuộc đời tôi rồi. Toàn nữa. Tôi phải dự đoán trước tương lai luôn rồi. Còn hơn hả mà. Thầy nói là thầy bói dù biết trước tương lai mà vẫn nghèo mà. Sao? Trẻ đúng nhà nó gần cái mi mà biếu nó ăn mi nhiều nhiều rồi mà nhà gần cái mi mà có chút nữa giặt ông xuống thì em bắt ăn chua một khoảng thời gian nữa nên em trở lại đây hồi trước em đâu ăn chua không có cho từng nhỏ giờ nhưng mà ăn ít chứ không ăn bao nhiêu chứ con em cái đây nó cái độ te ra mà mình nhai cái chứ hồi nhỏ đi hai cái đậu mi ăn đúng rồi hai. Anh nghĩ rồi để suy nghĩ không tại cái răng anh nó đưa ra mình nhai cái nó bị trợt nó đưa xuống lại nhiều còn cái răng của con Trạo mà nó bắt xuống nó bắt vô đâu vậy ăn đưa vô đầu lẫn nghĩa là anh đi cào bổ cao su không anh đang cào bổ cao su anh đi cào bổ cao su không đi nậu dừa nậu dừa nậu dừa cào bổ cao su đây anh mà cái gì đường trước là anh chỉ cho anh em chỉ đúng không chưa là có thêm một ngày mà bên xây dựng lại bên tạo được tạo rãnh đường mương á đừng có kia cái gì mà đưa tới là anh chỉ cho anh tạo rảnh là cầm anh hai kéo à, nó cứ đưa ra vậy nhìn nhìn miếm nó chờ miếm nó chờ đâu đưa ra thần thánh còn đang trạm sao tại nhiên ở trên á ai sắc bỉ vô nó mốt vô
lên trạm á, hợp lên nó hai lên kiểu nó đẩy vô. Ờ hai cái rồi nó đẩy vô đây. Ờ nó có đi sao em đi vô qua thùng lũng. Mỗi người nó mở cái ren. Thường thường là ren hô là nhiều chứ ai mà ren đây ren ren ái đà ren sập đại thì biết đâu. Chứ giờ người ta sinh ra độc lạ mà sinh ra mà nghĩ sao trời. Anh Hải sao? Anh Hải lúc anh làm nhà sĩ anh bàn riêng bèn bàn cái vụ ren cộ anh bàn cả ngày cũng được các bạn. Anh Hải làm bây giờ thi lại là tốt rồi. Anh em ơi, trận chiến ăn bia thật sự là thấy mình đơn giản mình thèm nha các bạn, nhưng mà ăn nhiều là nó ê răng nha các bạn. Anh em mà muốn thử thì anh em cứ về mua cứ tầm cỡ 2-3 lạng anh em ăn, anh em sẽ biết cái cảm giác tê như thế nào nha. Đặc biệt những anh em nào mà răng yếu á, răng mà thiếu canxi á là anh hay bị nhá. Anh còn nguyên. Mỗi lần em nói tới ăn vài 3 lạng tự nhiên anh. Bây giờ dùng mình em anh em mình cũng mắc to bụng mua 5 ký mía. Đây đâu xí nó anh đem chợ anh bán anh gọi là dốt. Ốc cái bữa 4 ký không đủ. Sao không được. Anh em ơi, anh em mình tạm dừng clip tại đây nha. Cảm ơn anh em rất nhiều đã quý ủng hộ anh em xin dừng vlog. Đeo lan nó muốn nè, anh em trả thưởng cho tạm nha. Thưởng gì ta? Quên không nhớ tụi muốn kêu bầm dài luôn rồi. Anh em phần thưởng 5K thuộc về Trọng các bạn ơi. Ok cảm ơn nghĩa nha. Anh em xin tạm dừng clip đây. Anh em muốn thử thách cái món gì thì anh em ngay bình luận ở dưới anh em mình xin làm mà. Hôm nay mùng 1 thì anh em mình cũng ăn đơn giản nha thôi cho nó vui vẻ một bữa rồi ngày mai anh em lấy sức mình chiến. Anh em muốn vũ với anh hai thử thách này toàn với anh hai thử thách gì anh em cứ comment dưới nha. Chào anh em.